chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu nhà phố diện tích khủng, ngang 4m2, sâu tới 20m, thiết kế một trệt một lửng và ba lầu, xây dựng hết đất tại trục đường Nguyễn Ánh Thủ thuộc phường Hiệp Thành, quận 12 nha. Một căn nhà hướng chính đông, cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ sang trọng luôn. Làm theo mẫu nhà tân cổ điển rất đẹp, đường trước nhà rộng 10m, đường thông, hẻm một xẹt. Con đường thông, xe hơi, xe tải đậu trước nhà rất là thông thoáng luôn. Con đường thông rất là rộng nha mọi người. Căn nhà này thì xây dựng hết đất và nằm trong khu đồng bộ. Nhà toàn nhà đẹp, hướng chính đông, giá bán chỉ có hơn 6 tỷ đồng thôi. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt, một lớp cửa cuốn phía ngoài. Phía trong thì có cửa nhôm xi pha. Bên ngoài thì được ốp đá hoa cương rất đẹp. Vỉa hè 2m. Trong đây là khu vực gara đậu ô tô. Gara đậu ô tô thì được ốp sạt gạch trắng, gạch 80, cực kỳ đẹp và sang nha anh chị. Màu sắc được phối màu rất là đẹp luôn, rất là trẻ trung. Siêu nhà phố tân cổ điển. Hai bên tường thì được ốp gạch đen thường cao tầm 1m2, chạy chỉ nhựa. Và chúng ta có phào chỉ Hàn Quốc cũng như là dán giấy ấn tường, tranh ảnh. Trên thì trần sẽ được sơn nhú vàng, đèn chùm và thạch cao. Một siêu nhà phố thiết kế và trang trí nội thất cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ đẹp. Nằm tại trục đường Nguyễn Ánh Thủ thuộc phường Hiệp Thành, quận 12 nhé. Anh chị cô chú nào quan tâm, chúng ta hãy gọi ngay về tới nhà Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình, ra đi xem nhé. Trong đây thì chúng ta sẽ được làm tranh chắn tường này, cầu thang làm cầu thang đứng, trụ và tay vịn là gò đỏ, ốp đá hoa cương, kính cường lực dài một phân. Phía trong này sẽ là không gian phòng bếp. Căn nhà mình phải nói là rất đẹp, rất rộng rãi nha. Phòng bếp thì chúng ta sẽ được làm tủ gỗ sồi, trần thạch cao, đèn led vàng và có tủ rượu. Bếp rất rộng, ốp sàn gạch trắng cực kỳ là sang trọng luôn. Gạch trắng gạch 80. Và phía sau này ra khoảng giếng trời và nhà vệ sinh. Căn nhà này thì chủ nhà có trừ lại 1,5m phía sau để chúng ta làm giếng trời và chỗ cửa sổ ra phía sau rất là thoáng nha. Siêu nhà phố nhà mình dài tới 20m, ngang 4m2, dài 20m và đường tới nhà rộng 10m tại trục đường Nguyễn Ánh Thủ thuộc phường Hiệp Thành. Hướng nhà là hướng chính đông và đang được giao bán với giá chỉ có 6 tỷ 700 triệu đồng thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm, chúng ta hãy alo ngay về tới nhà Đạt Bắc Hưng nhé. Bên ngoài có cửa cuốn, có dàn camera an ninh, trần thì sơn nhú vàng và có đèn chùm. Căn nhà rất đẳng cấp luôn. Trên tầng lửng cũng được trang trí cực kỳ đẹp, ốp sàn gạch giá gỗ. Và có chúng ta có tủ rượu, có kệ tivi ở đây. Wi-Fi có sẵn hết rồi. Tầng lửng thì có nhà vệ sinh luôn. Trang trí cực kỳ đẹp, có trần thạch cao, đèn chùm và đèn led vàng, sơn trần nhú vàng. Rất đẹp, rất sang nha. Căn nhà mình giá bán chỉ có 6 tỷ 700 triệu đồng thôi. Siêu nhà phố dài tới 20m, đường rộng 10m, rất đẹp, rất đẳng cấp. Tại trục đường Nguyễn Ánh Thủ thuộc phường Hiệp Thành, quận 12. Anh chị cô chú nào muốn mua, quan tâm, chúng ta hãy alo ngay về tới em Hưng để được đi xem nha. Căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp, mẫu nhà tân cổ điển và siêu dài, dài thòng luôn nha anh chị, xây dựng dài thòng luôn. Giá bán cực kỳ là rẻ nha quý vị. Và cùng em di chuyển lên khu vực phòng ngủ trên lầu 1-2. Nhà này sẽ có 4 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng chính là hướng chính đông. Ốp sàn gạch da gỗ, ta có cửa gỗ cam xe. Phòng thì cực kỳ rộng nha anh chị. Phòng rất rộng, ốp sàn gạch da gỗ, sơn nước và có rèm cửa, có cửa sổ, cửa nhôm xi pha ra ngoài. Và chúng ta có luôn ban công đúc tầm 1m2. Sử dụng lan can sẽ là sắt CNC, sắt đặc. Đi sàn đầu máy lạnh hết rồi, phòng thì rất rộng, rất là thoáng nha. Với một cái mức giá bán vô cùng là hợp lý luôn. Chỉ có 6 tỷ 7 thôi. Toilet bồn cầu khối và sen thuyền, gạch ốp cao lên đụng trần. Phòng số 2 của căn nhà này thì cũng có cửa sổ, cửa sổ đường sau, cực kỳ là thoáng luôn. Căn nhà có cửa sổ sau phải nói là rất thoáng, rất đẹp nha anh chị. Đấy, anh chị nào muốn mua hãy alo gọi ngay về tem Hưng. Hướng căn nhà là hướng chính đông. Nhà rất đẹp nha, rất là thoáng mát.
và di chuyển lên trên. Chúng ta sẽ đến với khu vực phòng ngủ số 3, số 4 thì cũng được làm giống như bên dưới thôi. Ta sẽ lướt sơ qua này, giống y đúc như bên dưới nha quý vị. Toilet riêng hết luôn, 6 nhà vệ sinh, 4 phòng ngủ, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Đã được làm mái khung sắt hết rồi. Nhà chính đông, đường trước nhà rộng 10m, giá bán có 6 tỷ 7 thôi nha. Thuộc trục đường Nguyễn Anh Thủ, thuộc phường Hiệp Thành, quận 12, cách quận Gò Vấp chắc tầm 2km nha. Sân thượng sau đã được ốp gạch và làm mái tôn, làm khung sắt hết rồi. Có cầu thang chúng ta di chuyển lên trên, rất đẹp, rất đẳng cấp. Phía trước này sẽ là khoảng sân thượng và khu vực phòng thờ. Phòng thờ có căn này rất rộng, rất là lớn luôn. Nguyên phòng thờ gấp đôi cái phòng ngủ nha anh chị. Thoải mái chúng ta thờ ở đây, phòng tập gym cũng được. Và video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.